chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày tới của kênh VTC14. Thưa quý vị, đêm qua đến sáng nay, mưa ẩm đã xuất hiện trở lại tại các tỉnh miền Bắc nước ta, tập trung ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, nền nhiệt độ chưa sụt giảm, vẫn duy trì ở mức từ 19 đến 22 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam phổ biến ít mưa và có nắng nhiều. Miền Đông Nam Bộ kéo dài chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng là 35 độ kèm theo độ ẩm hạ thấp. Tuy nhiên, chiều cường lại đang lên tới lưu vực sông Sài Gòn, cùng với khả năng xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn là mối lo ngại cho người dân nơi đây. Ở thời điểm hiện tại, dải mưa sông từ phía Tây đang có xu hướng hoạt động mạnh dần. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, kéo dài đến chiều tối và đêm mai, khu vực chịu tác động trực tiếp của dải mưa này sẽ là các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Trong khi đó, những khu vực còn lại mưa không nhiều bằng, chỉ lất phất có mưa nhỏ, trời duy trì trạng thái nhiều mây. Biên độ nhiệt ngày đêm tại các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, vẫn trong ngưỡng từ 21 cho tới 27 độ. Sau đó, từ ngày kia, tức là ngày 14 tháng 3, với quá trình tác động của không khí lạnh từ phía Bắc, thời tiết toàn khu vực sẽ có sự biến đổi đáng kể. Trời chuyển nhiều mây hơn, mưa nhỏ có khả năng xuất hiện nhiều tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, đồng thời nên nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, thời tiết không có nhiều biến đổi từ nay cho tới trưa ngày kia. Sau đó, với sự hoạt động mạnh dần của đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình, mưa có khả năng tăng trở lại cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, cùng nên nhiệt độ giảm nhẹ đôi chút. Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục ổn định trong ngày hôm nay và ngày mai. Sau đó, với tác động của đới gió đông trên cao, toàn khu vực sẽ có mưa rông rải rác, tập trung nhiều tại phía đông của Tây Nguyên và ven biển Nam Bộ, nên nhiệt độ trưa chiều vì vậy cũng giảm hơn. Tình trạng nắng nóng suy giảm tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, kết hợp với chiều cường đang ở mức cao, thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh và vùng cửa sông của Nam Bộ cần cảnh giác với hiện tượng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và lúc chiều tối. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, vào ngày 13, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở mức từ 27 đến 29 độ. Vào ngày 14 và ngày 15, nhiều mây xuất hiện mưa rào rải rác, tập trung chủ yếu ở phần đông nam của khu vực, nên nhiệt độ giảm từ 1 cho tới 3 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, vào ngày 13, trời nhiều mây có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 25 đến 27 độ. Vào ngày 14 và ngày 15 vẫn duy trì nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, nên nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ. Xuôi xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào ngày 13 thì phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 20 đến 22 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Vào ngày 14 và ngày 15 thì phía Bắc chuyển nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác từ chiều tối ngày 14 đến sáng ngày 15, nên nhiệt độ giảm nhẹ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 13 cho tới ngày 15 tháng 3, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho tới 24 độ, còn nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 cho đến 32 độ. 3 ngày tới ở vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, ngoại trừ ngày 14 là có mưa rào rải rác cùng nền nhiệt độ trưa chiều giảm xuống dưới ngưỡng 30 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, ngoại trừ ngày 14 có mưa rào rải rác cùng nền nhiệt độ trưa chiều giảm nhẹ, phổ biến từ 32 cho đến 34 độ, nắng nóng suy giảm tại các tỉnh miền Đông. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trong ngày hôm nay và ngày mai trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết đều tốt, trời không mưa, có nắng và tạnh giáo, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió hoạt động với cường độ trung bình khoảng cấp 4, cấp 5, sóng biển chỉ cao dưới 2 mét. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 14, ngày 15, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Tàu thuyền cần hết sức lưu ý khi hoạt động trên vùng biển này. Thưa quý vị, ngày hôm nay, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối và đêm. Vào khoảng ngày 14 tháng 3, do tác động yếu của khối khí lạnh, Bắc Bộ chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác cùng nền nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cũng có mưa nhỏ rải rác trở lại từ chiều tối ngày 14 đến sáng ngày 15, nền nhiệt giảm nhẹ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác trong ngày 14, nắng nóng suy giảm tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Kết hợp với chiều cường lên cao, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và vùng cửa sông Nam Bộ cần cảnh giác với hiện tượng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và lúc chiều tối. Bản tin thời tiết trưa nay của kênh VTC14 xin được dừng lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.